Chính xin kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự tối nay ngày 3 tháng 8 năm 2017. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết họ rất lấy làm tiếc về phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức đưa ra hôm 2 tháng 8 về cáo buộc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Có 31 người chết và mất tích cùng với 11 người khác bị thương tại hai tỉnh Sơn La và Yên Bái do lũ ống và lũ quét xảy ra vào đêm mùng 2 tháng 8 và rạng sáng ngày 3 tháng 8. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét xử lý đúng quy định của pháp luật đối với dự án nhận chìm bùn nạo vét tại vùng biển Ninh Thuận của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Trong phần thời sự, chúng tôi sẽ có bài liên quan đến nhà máy điện xả thải Vĩnh Tân. Tình trạng ô nhiễm này đã tác động bao nhiêu đến cuộc sống của người dân địa phương? Và ngoài những tin và vấn đề thời sự vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, Việt Nam rất lấy làm tiếc về phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức đưa ra ngày hôm qua 2 tháng 8. Đó là phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng với báo chí Việt Nam trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam sáng nay tại Hà Nội. Liên quan đến phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc của Trịnh Xuân Thanh, thì tôi lấy làm tiếc về cái phát biểu ngày 2 tháng 8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức. Đây là lần đầu tiên Việt Nam lên tiếng một cách chính thức đáp lời cáo buộc của nhà nước Đức là cơ quan an ninh Việt Nam đã tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức. Cáo buộc này được đưa ra cách đây hơn một ngày, trong đó có kèm theo lệnh trục xuất một viên chức của Tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin được cho là phụ trách công tác tình báo. Trả lời các phóng viên nước ngoài về cáo buộc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và việc ông này đang xin quy chế tị nạn, bà Lê Thị Thu Hằng nói rằng, theo thông cáo của Bộ Công an Việt Nam, vào ngày 31 tháng 7, ông Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú và hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra. Bà Thu Hằng còn nói thêm là Việt Nam rất coi trọng quan hệ với nước Đức. Xin nhắc lại là vào ngày hôm qua 2 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức ra thông cáo cáo buộc Việt Nam đã tổ chức bắt ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu viên chức cao cấp ngành dầu khí Việt Nam chạy trốn sang Đức, sau những cáo buộc tham nhũng từ khoảng tháng 7 năm 2016. Thông báo nói rõ rằng việc làm của Việt Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp nước Đức và chưa có tiền lệ. Trong thông cáo này cũng có yêu cầu một viên chức tình báo Việt Nam tại Đức phải rời đất Đức trong vòng 48 tiếng đồng hồ, đồng thời phải đưa ông Thanh trở lại Đức để quyết định số phận của ông theo luật pháp của Đức. Ngoài ra, còn có một nguồn tin là tờ báo chuyên về tài chính Financial Times của Anh còn nói rằng Đức ra lệnh trục xuất cả viên đại sứ Việt Nam tại Đức. Cho tới nay, vẫn không có lời phủ nhận hay xác nhận chi tiết này và nhiều bản tin đều nói rằng ông đại sứ Việt Nam có bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Đức vào chiều ngày 1 tháng 8 giờ địa phương để trình bày vụ việc. Tòa đại sứ Việt Nam tại Đức thì trả lời rằng họ không có thông tin gì về vụ này. Thưa quý vị, trước đó thì vào ngày 31 tháng 7, Bộ Công an Việt Nam thông báo chính thức rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú, nhưng một tờ báo tiếng Việt tại Đức thì lại cho rằng ông Thanh không phải tự nguyện ra đầu thú mà bị cơ quan an ninh bắt cóc tại Đức. Theo các nguồn tin của hãng Reuters tại Hà Nội, thì các phóng viên của hãng Reuters đã tìm đến gia đình ông Thanh tại thành phố này và được một người trong nhà bảo rằng không có ông Thanh lẫn các thành viên của gia đình ông ở đó. Vào khoảng 7 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 3 tháng 8, truyền hình Việt Nam đã loan tải một đoạn video. Trong đó, ông Trịnh Xuân Thanh nói rằng ông đã nuối tiếc vì đã trốn chạy và nay trở về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đoạn video cũng cho thấy hình ảnh thư đầu thú của ông Thanh. Vào khoảng giữa năm 2016, chính quyền Việt Nam bắt đầu đưa ra một nghi án tham nhũng làm thất thoát một số tiền lên đến 3.300 tỷ đồng tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí trong giai đoạn ông Thanh phụ trách tập đoàn này. Sau đó thì có tin ông bỏ trốn ở nước ngoài và cơ quan an ninh Việt Nam đã phát lệnh truy nã ông trên toàn thế giới. Có 31 người chết và mất tích cùng với 11 người khác bị thương tại hai tỉnh Sơn La và Yên Bái do lũ ống và lũ quét xảy ra vào đêm mùng 2 tháng 8 và rạng sáng ngày mùng 3 tháng 8. Cơn lũ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng không chỉ gây thiệt hại về nhân mạng mà còn cuốn trôi hoàn toàn 32 căn nhà và 14 căn nhà khác bị sập do sạt lở đất ở Mù Cang Chải.
nhiều khu vực bị chia cắt và đời sống người dân bị xáo trộn. Báo giới trong nước đưa tin, đến chiều ngày 3 tháng 8 tại Sơn La, mưa vẫn rất to và nước suối dâng cao nhanh. Chính quyền tỉnh Sơn La đang tập trung di chuyển khẩn cấp các hộ dân ở khu vực này đến nơi an toàn. Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà nói với Vietnamnet.vn rằng đây là cơn lũ ống chưa từng có trong lịch sử. Bà Trà còn cho biết có thể cần đến 3 ngày mới dọn dẹp xong những hư hại tại khu vực mù Cang Chải. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của hai tỉnh Sơn La và Yên Bái họp khẩn vào sáng ngày 3 tháng 8 để tìm biện pháp khắc phục hậu quả của đợt lũ được cho là kinh hoàng này. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét xử lý đúng quy định của pháp luật đối với dự án nhận chìm bùn nạo vét tại vùng biển Ninh Thuận của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Văn phòng Chính phủ ra văn bản với nội dung vừa nêu vào ngày 3 tháng 8. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẩn trương đánh giá toàn diện tác động môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án này. Vào ngày 26 tháng 7, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu trong trường hợp cần thiết thì có thể mời chuyên gia nước ngoài tham dự. Xin được nhắc lại là hồi tháng 6, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn xuống vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên thì dự án này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ vì giới khoa học lo ngại có thể xảy ra thảm họa môi trường. Cuộc gặp của các bộ trưởng Đông Nam Á trong tuần này được xác định tránh đề cập đến những mối quan ngại về vấn đề vũ trang và việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông nhằm chuẩn bị cho Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông gọi tắt là COC. Cho dù là Bộ Quy tắc ứng xử này không có giá trị pháp lý, chỉ là mẫu mực chung đề nghị các quốc gia liên quan nên thực hiện. Hãng thông tấn Reuters cho biết họ đã xem qua một bản tuyên bố chung của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó không đề cập đến các hoạt động gây tranh cãi của Trung Quốc. Ngoài ra, cũng theo Reuters, nội dung của một bản kế hoạch thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử hàng hải ASEAN-Trung Quốc đã bị rò rỉ ra ngoài, cho thấy không đòi hỏi phải ràng buộc về mặt pháp lý hoặc phải tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hai bản dự thảo này đã nêu bật vai trò lớn mạnh của Trung Quốc trong khu vực vào thời điểm chưa có sự chắc chắn rằng chính phủ mới của Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào sự bành trướng của Bắc Kinh trong vùng biển đang tranh chấp. Tin từ Reuters cho biết, các nước ASEAN đã từng nghiêm túc bày tỏ mối quan tâm trong văn bản này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế trong tất cả các hoạt động, bao gồm cả việc cải tạo đất. Tuy nhiên, trong một nội dung văn bản mới nhất, chỉ đề cập kêu gọi tránh hành động đơn phương trong các hoạt động tranh chấp. Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông có tính ràng buộc và có hiệu lực pháp lý, là mục tiêu của các nước ASEAN có liên quan gồm Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam, mong đợi kể từ năm 2002 nhằm đảm bảo tự do hàng hải và đường biển. Thưa quý vị, Việt Nam yêu cầu phạm vi địa lý áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử này phải bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, nhưng Bắc Kinh cho rằng quần đảo này không còn là nơi tranh chấp chủ quyền nữa kể từ khi bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào tháng Giêng năm 1974. Trung Quốc hôm thứ Năm ngày 3 tháng 8 đã hoan nghênh phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng Hoa Kỳ không hề tìm cách lật đổ chính phủ Bắc Triều Tiên mà chỉ muốn đối thoại với Bình Nhưỡng vào một thời điểm nào đó. Hãng Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Tillerson rằng từ trước đến giờ, Hoa Kỳ luôn tìm cách thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân một cách ôn hòa, chứ không muốn hai nước phải dùng đến quân đội để giải quyết vấn đề. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thì hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường sự quan tâm tới tình hình bán đảo Triều Tiên. Nói thêm là, Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ có thể thực hiện nguyên tắc 4-0 với Bắc Hàn. Cũng liên quan đến Bắc Hàn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines ông Robert Pierre Bolivar cho biết tại diễn đàn khu vực ASEAN tới, hơn 20 quốc gia châu Á sẽ trực tiếp bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng và cố gắng đưa ra những biện pháp để phối hợp cùng nhau giải quyết vấn đề này. Bắc Hàn gần đây luôn tăng cường chương trình vũ khí hạt nhân trước sự phản đối mạnh mẽ của nhiều quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Hôm 29 tháng 7 vừa qua, chính quyền này lại cho thử tên lửa liên lục địa có thể bắn xạ tới Hoa Kỳ, nói rằng để nghiêm khắc cảnh cáo Washington liên quan đến một loạt các lệnh cấm vận mới nhắm vào Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Richard Tillerson sẽ gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào cuối tuần này nhân dịp đến Manila để dự diễn đàn khu vực do ASEAN tổ chức. Tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ sẽ nêu tất cả những vấn đề Hoa Kỳ quan tâm, kể cả vấn đề nhân quyền. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Tillerson và Tổng thống Duterte đang được dàn xếp. Vấn đề nhân quyền là một trong những điều đang gây khó khăn cho mối quan hệ giữa Manila và Washington, đặc biệt sau khi Tổng thống Phi cho thực hiện cuộc chiến bài trừ ma túy, cho phép cảnh sát và dân phòng được quyền bắn hạ những người tình nghi buôn bán ma túy thay vì phải bắt giữ, điều tra và đưa ra tòa xét xử. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, chính phủ Hoa Kỳ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về kế hoạch của ông Duterte. Đồng thời, các tổ chức quốc tế bảo vệ quyền làm người cũng lên tiếng phản đối, cho rằng có hàng ngàn người bị chết oan chỉ vì quyết định của Tổng thống Phi. Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn AP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phi cho hay khi tiếp Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Duterte sẽ sẵn sàng thảo luận trả lời những câu hỏi mà phía Hoa Kỳ đặt ra liên quan đến nhân quyền. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com/RFA Việt Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị gửi email về chúng tôi qua địa chỉ viettvavong@rfa.org. Trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, vụ việc Bộ Tài nguyên Môi trường đồng ý cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 dìm gần 1 triệu mét khối vật chất nạo vét luồng vào cảng xuống biển tiếp tục gây xôn xao công luận. Tuy nhiên thì thực tế lâu nay sau khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đi vào hoạt động, tình trạng ô nhiễm đã tác động mạnh đến cuộc sống của người dân địa phương. Phóng viên chúng tôi có mặt tại khu vực và gửi về bài phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảnh đập vào mắt chúng tôi là tình trạng điều hiu của làng chài sát cạnh nhà máy nhiệt điện. Dân chúng địa phương than phiền là thu nhập của họ ngày càng đi xuống bởi đánh bắt cá không còn thuận lợi, nuôi hải sản như tôm giống cũng lâm cảnh khó khăn. Dân biển thì chỉ biết bám biển như là cái nghiệp, nguồn sống của gia đình phụ thuộc vào biển. Những người đàn ông ra khơi đánh bắt, phụ nữ thì đa số ở nhà đan lưới cũng tiện đường chăm sóc con cái. Tuy nhiên biển bị ô nhiễm khiến cho kế mưu sinh của họ bị tác động nặng nề. Mấy người đây họ đi biển họ thấy đủ vào đó thôi chứ không biết bao nhiêu người họ thấy lớn nó vô không nó đem thu biết cái lớn đó. Nó lo mấy cái yêu vậy thôi chứ nãy giờ mình lòm đổ mà bây giờ lòm vậy nó đâu mà nó ngay ở dưới kia họ kiện nó đó mà cũng có được gì đâu nhưng người chủ nổi chưa cá gần cái bờ kè kia quá nó chết luôn đó nó nhiễm chất độc ra đó chết luôn á chứ đừng có nói mấy khi biển ở đây ngang đi lòm được có tiền ngang bây giờ ít lắm bây giờ giống như đâu nó tiêu diệt nó chắc lần hết rồi hồi kia đi rồi 500-700 triệu dễ đợt này đi là 300 rồi đi thôi chứ còn ngày còn cá ở đâu nữa mà quấn mà cũng phải đi 300 cũng đi sáng đen hết luôn mồ cũng phải đến đi cho nhà làm nhà đã lấy gì ăn. Mấy năm nay từ hồi nhà máy lên tới giờ luôn là làm ăn làm miếng người đi là cái bằng như học kia đi còn ngày còn đói à cá tôm đồ là bị dịch chết biển thì bây giờ phải đến khơi cho đến gần là không có kinh tế là hơi thất thu hầu kia là đưa đây quấn một ngày sáng vô đúng không một ngày sáng vô còn bây giờ lại xuống dưới lỡ tới 10 ngày nửa tháng mới lên mà có dư được
50 triệu. Thì xe hầu kia là có chiều đi xét vô. Còn bây giờ là không có đi như vậy nữa, đi nữa là lỗ dầu. Đi cái kiểu vậy là lỗ dầu, bây giờ là không có chia cho bạn. Mà chú ghi cũng đói theo. Bây giờ là phải xuống ở dưới, tuốt ở dưới là để phụ quốc ở dưới á. Để phụ quốc vốn từ nửa tháng đổ lên mới về tới nhà. Đó. Tôi gặp một sóng to gió lớn là kẹt ở dưới. À, vợ con tôi nào lại phải chết đói, là tiền đâu được ăn, thấy không? Người phụ nữ này làm nghề buôn bán hải sản, tranh thủ đăng lưới làm thêm. Dạo mấy năm gần đây, việc buôn bán của bà cũng bị ảnh hưởng. Dân chúng địa phương cho biết họ từ nơi khác đến lập nghiệp lâu nay và gắn bó với mảnh đất này. Mọi thay đổi bất lợi sau khi nhà máy nhiệt điện ra đời được họ chứng kiến rất rõ ràng. Trước tình trạng như hiện nay, đôi khi thấy không thể nào chịu đựng nổi phải bỏ xứ ra đi lần nữa, nhưng họ không biết phải đi đâu, về đâu. Tài sản mình có xuống như đó để mình nuôi vợ nuôi con, nhờ cái điều đó mà bỏ xuống cái là mình tắn tay, sau này mình lên núi mình ở, mình sống mấy con vượng. Cái gì chứ, cái nước cái mẫu ô nhiễm xuống là nó chứ dàn bè thì nó chịu gì nổi. Giống đồ bỏ xuống biết nhiều tiền kể từ thức ăn, thức đồ nữa, thấy không? Chẳng hạn như chú kể. Kinh tế của ngư dân đi xuống, chủ bè tôm cũng không ngoại lệ, thậm chí còn nặng nề hơn vì tôm là giống rất nhạy cảm với vấn đề ô nhiễm và rất dễ nhiễm bệnh. Không có lấy được nước qua biển mà vô mà để họ nuôi không được, nuôi ra lộ đó. Có người bên nào họ bốn nhỏ đi trả nợ tôm luôn. Người dân địa phương thừa nhận có một số người được thu nhận vào làm cho các dự án xây dựng cụm nhà máy nhiệt điện tại Vĩnh Tân. Tuy nhiên công việc chỉ mang tính thời vụ. Sau khi công trình hoàn tất thì chủ dự án cho công nhân nghỉ việc. Dự án xây dựng cụm nhiệt điện tại Vĩnh Tân vừa hoàn thành một nhà máy số 2 và 3 nhà máy còn lại đang được triển khai. Tuy nhiên những thay đổi bất lợi mà người dân tại vùng này phải đối mặt thì ngày càng nhiều. Nguyện vọng được cơ quan chức năng địa phương cũng như chính phủ trung ương giải quyết vẫn chưa được quan tâm tới và số những người dân tay làm hàm nhai cứ phải cố sống cho qua ngày. Quý các thính giả có thể sử dụng OFA app để xem trực tiếp những tin tức mới nhất cũng như toàn bộ các chương trình của Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay. Qua đó, quý vị có thể nhận báo tin về các diễn biến mới nhất cũng như quý vị có thể chia sẻ các tin tức của Đài Á Châu Tự Do với bạn bè và người thân qua các trang mạng xã hội. Xin tải về tại App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự tối nay ngày 3 tháng 8 năm 2017. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào sáng mai lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Trần Như xin cầu chúc quý vị có được một đêm an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.